Mến chào cô, chú, anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món chuối xanh kết hợp với đậu hũ, nấm, bào ngư xám, kho tiêu, chay. Món này ăn rất là bắt cơm luôn. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức kho. 2 trái chuối xanh, 200g nấm bào ngư xám, 4 miếng đậu hũ, 1 ít ớt sừng cay nhẹ, 1 ít hành lá. Bạn nào ăn chay cử ngũ vị tân thì bỏ qua ha. 2 củ hành tím. Gia vị nêm thì chút nữa Diệu Huệ nấu, Diệu Huệ chia sẻ trọng lượng ha. Trước tiên là mình cho vô cái thau 1 ít muối. Rồi mình lột cái vỏ chuối này ra. Mình cắt miếng vừa ăn ha. Mình cắt hơi dày dày như thế này chứ mình cắt mỏng quá là khi mình kho chuối nó sẽ bị bể ha. Kho thì cắt dày như thế này thì ăn nó sẽ ngon hơn ha. Rồi mình để là mình ngâm nước muối 5-10 phút thì cho ra hết cái vị chát ha. Rồi mình cắt cái đậu hũ miếng dừa ăn ha. Cái đậu hũ này các bạn mua đậu hũ trắng về thì mình cho vô mình luộc như thế này nè. Để cho miếng đậu hũ nó dai ngon hơn. À, ví dụ như mình có mua trúng cái đậu nó nguội nó có cái độ chua rồi á thì nó cũng sẽ hết chua ha. Rồi Diệu Huệ cắt đậu hũ xong rồi, cái nấm này Diệu Huệ cũng đã rửa sạch ngâm nước muối 10 phút rồi ha. Giờ mình đi nấu nè. Chiên cái đậu hũ ha. Mình chiên cái đậu hũ này mình dặn lửa nhỏ thôi ha, để cho cái đậu hũ nó vàng đều từ từ rất là ngon. Còn mình chiên lửa lớn á, ở bên ngoài vàng nhưng mà bên trong nó chưa có săn lại á, miếng đậu hũ nó không có được ngon ha. Rồi trong khoảng thời gian chờ cho cái đậu hũ vàng đều thì mình tiếp tục sơ chế nguyên liệu ha. Cái nấm này Diệu Huệ đã rửa sạch và ngâm nước muối dắt ráo rồi ha. Cây nào to thì mình bẻ và tách ra ha. Rồi cái chuối xanh này thì mình đi xả rửa. Xả rửa xong mình cho cái chuối vô cái tô, mình nêm vô xíu muối, một chút bột thêm, một chút nước mắm chay, một muỗng cà phê đó, thêm một muỗng cà phê nước tương, một chút hành. Nói chung là mình nêm nếm gia vị để mình ướp chuối đó. Rồi mình quay trở lại, cái chảo đậu hũ cũng đã được rồi nè. Miếng nào nó chưa vàng thì mình rỡ cho nó vàng đều ha. Rồi mình vớt đậu hũ ra ha.
rồi dịu hệ vớt xong hết cái đậu hũ ra rồi, giờ mình trút cái dầu này ra cái chén ha. Rồi mình chừa lại khoảng một muỗng canh. Nói chung là các bà ăn ăn dầu theo khẩu vị gia đình ha. Rồi mình cho cái chuối mình ớt lúc nãy á, vô đây mình áp chảo. Món kho chay á, mình kho đúng cách á thì mới ngon. Đồng thời á, mới hấp dẫn được các bạn chưa biết ăn chay. Khi ăn thấy ngon á, thì sẽ ăn chay ha. Còn mình kho sơ xài á, là món kho chay không có đậm vị đâu. Tùy theo món, có món thì mình cần phải chiên lên như thế này. Vừa rồi em mới chỉ chiên cái chuối thôi mà nghe cái mùi thơm quá, khá thơm luôn. Mùi nước mắm, mùi nước tương. Thêm một chút hành á, nó dậy cái mùi thơm. Nghe là muốn thèm cơm rồi á, cô chú anh chị em và các bạn. Rồi mình chiên cái miếng chuối nó vàng như thế này là được ha, mình vớt ra ha. Rút ra cái khay này luôn. Rồi dịu hệ gấp xong hết cái chuối ra rồi ha. Mình cho lại cái chảo khác lên. Mình cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho cái hành băm vô. Rồi mình xào thử cái hành băm. Rồi hành vàng thơm, rồi mình cho nấm bào ngư vô, mình xào thử. Nấm bào ngư này các bạn nhớ là dắt cho thật là ráo nước và mình xào trong lửa lớn để nấm không bị ra nước ha. Mình xào thử cái nấm bào ngư này trong 2 phút. Khi mà mình nghe dậy mùi thơm của nấm mà hết cái vị hắc rồi á, thì mình tắt bếp ha. Rồi dịu hệ xào được 2 phút rồi, mùi nấm rất là thơm và đã hết vị hắc. Mình tắt bếp và mình cũng trút hết cái phần nấm vừa xào ra cái khay này luôn ha. Rồi bây giờ mình sử dụng lại cái chảo này ha. Mình bắt chảo lên, mình cho vô 100ml nước sôi. Rồi mình cho một muỗng cà phê muối ha, một muỗng cà phê bột nêm. Dịu hệ nêm vô ít cái hạt đường phèn, các bạn ăn bột ngọt thì cho thêm bột ngọt ha. Một muỗng canh nước mắm lưng lưng như thế này thôi ha. Một muỗng canh nước tương. Món kho chay để ăn cơm mình kho đậm đà thì ngon ha. Một chút dầu hào chay ha, khoảng một muỗng cà phê thôi. Rồi mình nấu cho tan cái gia vị. Rồi cái nước sốt của mình đã tan hết gia vị, màu rất là đẹp ha. Mình tắt bếp. Rồi mình quay trở lại cái khoai nguyên liệu. Mình chuẩn bị một cái nồi đất. Nhà bạn nào không có nồi đất thì mình chuẩn bị cái nồi thường cũng được ha. Rồi mình cho ít cái nấm xuống lớp dưới. Tiếp đến là mình cho cái chuối, tới một lớp đậu hũ, rồi tới một lớp nấm, cùng chuối, đậu hũ, nấm còn bao nhiêu trút lên lớp trên hết. Bắt lên bếp mình kho ha. Rồi mình chan cái nước sốt mình nấu vừa xong á vô đây, xăm sắp luôn. Nếu mà chưa xăm sắp thì mình cho thêm một ít nước sôi vô ha. Rồi mình đậy nắp lại mình kho ha. Rồi nãy giờ dịu hệ kho được 5 phút trong lửa riu riu. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình nêm vô một ít tiêu xay ha.
ớt sừng cây nhẹ ha. Rồi mình nêm vô một ít hành lá, rất là hấp dẫn luôn nè. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ đơn giản chỉ là món chuối kho chay nhưng rất là ngon, thì tặng cho Diệu Huệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem Diệu Huệ chia sẻ món ăn chay mới ngon hơn nữa ha. Rồi sau khi mình cho hành và ớt vô mình kho 2 phút nữa được ha. Là tổng thể mình kho 7 phút. Rồi Diệu Huệ trang trí lên mấy cái lát ớt để món kho hấp dẫn thêm ha. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món chuối kho tiêu đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng kho món chuối xanh kho tiêu này ngon hơn Diệu Huệ luôn và ăn cơm thật là ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.